có những người chơi nhạc hay buổi tối họ hay có cảm xúc đồ thích, nhưng mà chơi kèn ông hàng xóm có chọi đồ không em? Bị phiền không em? Dạ không, tối thì em không có chơi kèn, em đánh đàn. Em có biết là hồi đó chị đi qua bên Mỹ á, thì tự nhiên đêm thôi, ông chồng chị cũng tự nhiên giống như lúng này, giống như Hoàng nói á. Dạ. Tự nhiên phấn khởi lên thổi một câu. Dạ. Thế là cái ông hàng xóm qua người Mỹ mà ông có nói gì, ông đứng hỏi mày có biết bây giờ mấy giờ không? Dạ. Chồng chị quay qua hỏi chị bây giờ mấy giờ, cái ông người Mỹ ông hỏi một câu rất là mắc cười là mày có biết bây giờ mấy giờ không? Thì ông xã chị quay qua hỏi chị, có nghĩa là giống như ông đó không có đồng hồ. Dạ, quá là bị xích thôi. Qua hỏi giờ, qua hỏi giờ, hỏi em giờ mấy giờ rồi để mà báo cho ông kia giờ để ông kia đi về đó. Hiểu không? Rồi mình mới nói cái giọng mà sóc ốc ổng mới à ra. Chứ người lúc đam mê đâu có biết, nhiều khi quên thổi lên cái khuya người ta qua ta mắng vốn mình. Thôi đó, ông hỏi đó chứ nhiều khi gọi call police tới nữa. Thì bởi vậy chị mới nói với Hoàng đó là em cũng giống vậy, tự nhiên đêm hiểu không, khoái chí thổi một câu hay đánh một câu là hàng xóm qua liền, tại vì Việt Nam mình á cái cách âm nó không có. Đó. Chị cũng rất quan tâm khi em thổi, thì chị có gửi cho chị có chụp hình em. Và chị có nói là học trò anh nè. Thì khi mà chị có quay là một tí khoảng một phút cho ông xã chị nghe, thì chị nói Thái Hoàng đó có nói một câu này, nhưng mà chị nghĩ là chắc là em cũng rất là vui ngày hôm nay nếu kiếm được bạn gái. Phương nhắn thổi hay đấy. Dạ. Chúc mừng bạn. Có thể là không phải là thầy trò dạy nhiều, nhưng mà Phương thì đi trước em, cho nên là khi mà hôm bữa mới cách đây chừng mấy ngày hả Hoàng hả? Ba ngày trước thì anh Phương có đi gặp Hoàng và dạy trong lớp Xuân Hiếu. Và hôm nay nghe em thổi thì anh đã nhắn lại câu này là mình thấy yên tâm rồi. Làm nghề mà thấy người lớn khen mình thì thấy mình vui vui ha. Cũng giống như lâu lâu chị đi diễn một cái phim thì có anh chị lớn đi coi, nói Hương ơi em diễn vai đó hay quá, là mình cảm thấy mình vui rồi đúng không Hoàng? Chúc em thành công. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.